quý thính giả, người Cộng sản không tin vào luật nhân quả báo ứng, vì thế họ đã gây ra biết bao tội ác với chính đồng bào của mình, bất chấp hậu quả. Nhưng thần công lý không phải là không có, chỉ là chưa đến lúc ra tay mà thôi. Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lý Trần Công qua chuyên mục Người dân tự quyết với tựa đề Luật rừng xã hội chủ nghĩa tạo và tội ác của các quan tham sẽ được Hướng Dương trình bày. Chỉ vừa bước qua năm dương lịch 2019 có mấy ngày, thế nhưng Cộng sản Hà Nội một lần nữa tỏ rõ cho người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất man rợ rừng rú của họ trong việc đập phá hàng trăm ngôi nhà tại vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình. Hàng trăm con người, nam phụ lão ấu, người tàn tật, phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi tổ ấm nghèo nàn đơn sơ của họ tại vườn rau Lộc Hưng bị chính quyền tàn nhẫn giật sập thành những đống gạch vụn khi Tết âm lịch đã gần kề. Ở đâu đó lại vang lên câu nói, người Cộng sản còn không bằng loài cầm thú. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, nếu còn có lòng tự trọng, hãy cảm thấy nhục nhã khi nghe được câu này, bởi những hành vi của Đảng thật sự đã chứng minh Đảng Cộng sản chỉ là một lũ quỷ đỏ đội lốt người. Có lẽ không chỉ có người dân Việt Nam, Trung Quốc, Lào hay Bắc Hàn, mà những quốc gia đã từng chịu chung số phận bị chế độ Cộng sản cai trị, tất cả người dân đều sẽ có chung một nhận định rằng Cộng sản phải đồng nghĩa với cướp bóc và chết chóc. Lenin, cha đẻ của chế độ xã hội chủ nghĩa, khởi đầu cũng bằng việc cướp chính quyền và truyền cảm hứng đó cho những tên đồ đệ như Hồ Chí Minh chẳng hạn. Khi có quyền lực trong tay, những tên tội phạm này bắt đầu cướp tài sản của dân chúng. Nếu không đạt được mục đích cướp của, thì những kẻ này nhanh chóng biến mình thành những tên đồ tể để cướp đoạt mạng sống người khác. Thời cải cách ruộng đất hồi những năm 1953 đến 1956 chính là một vụ án cướp đất đai lớn nhất trong lịch sử Việt Nam do đầu Đảng Hồ Chí Minh thực hiện. Đây được cho là thời điểm lần đầu tiên xuất hiện dân oan và cả dân chết oan với số nạn nhân lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20. Con ơi giữ lấy nghề cha, một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm. Già Hồ thì cướp miền Nam, Đỗ Mười cướp cả cám heo trong chuồng. Chính vì nhờ trường kỳ với nghề cướp mà đến nay các triệu phú và tỷ phú đô la ở Việt Nam đều là con cái của các cụ Hồ, Giáp, Đồng, Trinh, Duẩn, Thọ, vân vân. Nghề cướp cao quý lại được cha truyền con nối đã làm cho Đảng Cộng sản ngày càng vinh quang. Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý được ghi nhận tại Điều 53-54 Hiến pháp 2013. Điều 4 Luật Đất đai năm 2013, nó cho thấy đất đai thuộc sở hữu toàn dân ở đây là ngôn từ rất sáo rỗng, mơ hồ, mang tính chất lừa đảo bằng từ ngữ luật pháp về sở hữu đất đai, nhưng lại có quyền năng để tiếp tay cho nhà nước cướp đất của người dân bất cứ lúc nào. Toàn dân là ông nào và nhà nước là thằng nào thì chỉ có người Cộng sản họ biết, vì Điều 4 Luật Đất đai chính thức tước đoạt quyền tư hữu đất đai chính đáng của người dân, nhưng lại hỗ trợ đắc lực cho bất cứ quan chức nào có máu tham để cướp đất của dân cách hợp pháp. Vụ án đất đai ở Thủ Thiêm, quận 2 chưa giải quyết, đền bù thỏa đáng cho dân, thì nay khu vườn rau Lộc Hưng lại nổi lên, mà những kẻ ra lệnh đập phá nhà dân rất nhẫn tâm và tàn ác. Chỉ vì những mối lợi mà những kẻ tai to mặt lớn hứa ban phát cho họ sau khi cưỡng chiếm đất thành công. Vụ việc phá nhà, cướp đất, đuổi dân khỏi vườn rau Lộc Hưng quy tụ rất nhiều những hành vi chà đạp luật pháp của những kẻ có chức có quyền. Những kẻ vì tiền mà táng tận lương tâm bao gồm Bí thư Thành Hồ Nguyễn Thiện Nhân, kẻ phải được cấp dưới thông báo trước vụ cưỡng chế cướp đất. Trưởng ban tuyên giáo Thân Thị Thư, kẻ ra lệnh cho báo chí phải câm miệng. Châu Văn La, chủ tịch quận Tân Bình, ký lệnh đập nhà dân. Hồ Văn Minh, trưởng công an quận Tân Bình, kẻ dẫn quân trấn áp người dân. Đặng Bình Yên, bí thư phường 6, cùng Nguyễn Thành Danh, chủ tịch, ra lệnh đánh dân bắt người, vân vân. Những kẻ này vi phạm luật pháp công khai bằng việc cưỡng chế không đúng trình tự, tự ý đập phá nhà dân khi chưa có trao đổi thỏa thuận, không chuẩn bị chỗ ở tạm hoặc tái định cư cho người bị giải tỏa nhà, công bố dự án sắp xây dựng cách mập mờ không rõ ràng. Sau khi phá nhà dân xong, quận Tân Bình tự ý đưa ra giá đền bù 7 triệu đồng cho mỗi mét vuông,
không cần có sự tham khảo ý kiến người dân, v.v. Rõ ràng đảng thì cướp, nhà nước thì tham lam. Ấy vậy mà Thủ tướng nước Áo nói, Cộng sản Việt Nam là nhà nước độc tài, thì Phúc Thủ tướng gân cổ lên cãi rằng, độc đảng nhưng dân chủ, cướp đất cướp nhà nhưng thông qua luật pháp. Những kẻ đã, đang và sẽ nhúng tay vào tội ác đối với dân lành, hãy nhìn tấm gương của hai cựu phó chủ tịch Thành Hồ là Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Hữu Tín đã bị bắt giam trong vụ đất đai ở Thủ Thiêm, để thấy mình rồi đây cũng chỉ là những con chốt thí khi đảng cần xoa dịu sự phẫn nộ của lòng dân. Riêng Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang, bí thư và phó bí thư Thành Hồ đến giờ vẫn chưa bị kẻ cầm đầu băng đảng là Nguyễn Phú Trọng ném vào lò, chỉ là vì Trọng chưa moi được đến đồng đô la cuối cùng của hai tên này. Người dân cả nước nói chung và người dân Sài Gòn nói riêng cũng đang chờ ngày đền tội của Nguyễn Thiện Nhân và cao hơn nữa là Nguyễn Phú Trọng, những kẻ đang gây ra tội ác với hàng triệu dân lành trong việc bán nước, cướp nhà. Thần công lý không phải là không có, nhưng chưa đến lúc ra tay mà thôi. Xin nói được xưa là gia đình tôi cũng là một nạn nhân trong cái vụ cưỡng chế vừa rồi. Thì tất cả những cái căn hộ của chúng tôi, những cái phòng trọ của chúng tôi đã tan nát. Không phải chỉ riêng mình gia đình tôi, mà toàn bộ những hộ dân của vườn rau là bây giờ đã bị san bằng hết rồi. Thật là đau xót khi mà tôi nhìn thấy là họ ức hiếp, họ đưa một cụ già, hai cụ già ra khỏi cái nơi mà người ta đã sinh sống ở đây. Trên cái băng ca mà tôi nhìn thấy là một cái sự rất là tuyệt vọng, và người dân của chúng tôi đang rất là phẫn nộ về cái việc mà nhà cầm quyền đã cưỡng chế chúng tôi và không có một thông báo cũng như không có một cái giấy quyết định gì để gửi cho chúng tôi cả. Và bây giờ thì hoàn cảnh của bà con chúng tôi thì mỗi người mỗi phương, và ai tìm được cái chỗ nào nương tựa được thì làm nương tựa thôi. Người thì ở ngay tại trên cái đống đổ nát đó, người thì vật vã chỗ này chỗ kia, mỗi người một chút. Và bây giờ là bà con chúng tôi đang rất là đau khổ, và có người là bây giờ hiện nay là không biết đi đâu về đâu, họ chỉ có khóc thôi. Hòa Ái xin được trở lại với linh mục Lê Ngọc Thanh, đó là trong tay Hòa Ái hiện giờ thì có cầm ở đây một thông báo của bên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với cái số ghi là 6035 Ủy ban Nhân dân và gửi cho Thanh tra Chính phủ. Thì nội dung trong đây đó có phần họ cho rằng là cái vườn rau Lộc Hưng ở tại phường 6 quận Tân Bình đó, thì các cái hộ dân không có được chứng nhận hợp pháp về đất đai ở đây, và họ ghi là không có được xây cất. Không biết là thực hư về cái thông báo gửi đến Thanh tra Chính phủ này thì cư dân ở vườn rau Lộc Hưng có biết hay không, thưa Linh Mục? Thưa chị Hòa Ái, thì theo dân cư Lộc Hưng á, họ cho biết là chính phủ không có gửi, hoặc là Ủy ban thành phố và Tân Bình không có gửi một cái văn bản chính thức nào về những cái thông tin từ việc khai báo cho đến những kế hoạch dự án, hoàn toàn không có gửi đến dân. Họ chỉ gửi lên cấp trên hay gửi cho những nơi nào đó thôi, chứ họ không gửi cho người dân. Gần như là cái văn bản duy nhất mà người dân nhận được mà cũng không đầy đủ tất cả mọi hộ trong đó, đó là cái thông báo cưỡng chế vừa rồi đó, được ký ngày 28, 29 tháng 12 gì đó, thì là cái văn bản nó được gửi. Còn những cái báo cáo quyết định này nọ thì đến giờ phút này thì tôi không có nghe bà con nói có. Và tôi với tư cách là một người bắt đầu đã đứng tên cái nhà đó, cái nhà thương với Vinh Đơn Thân đó, cũng không hề được thông báo. Kể cả cái thông báo giải tỏa là tôi đã lấy trên mạng chứ tôi cũng không được họ thông báo. Dạ, dạ thưa luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, hỏi hỏi thăm luật sư là trước cái tình thế như vậy đó thì dư luận họ cũng trên mạng xã hội cũng lên tiếng rất là gay gắt. Họ đặt câu hỏi là chính quyền thành phố ở đâu mà một cái biến cố lớn đang xảy ra ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cái vụ việc Thủ Thiêm vẫn còn đang rất là nóng. Thì theo luật sư đó, thì cái thủ tục pháp lý hay là người dân ở vườn rau Lộc Hưng bây giờ họ cần phải làm gì thì mới đúng pháp luật để làm việc với lại bên phía chính quyền về cái vụ cưỡng chế này vậy? Chúng tôi tiếp nhận được một cái văn bản mà do người dân gửi tới. Văn bản đó không phải được tống đạt cho người dân, mà là văn bản được họ treo niêm yết trên vách tường. Đó là cái công văn, cái thông báo số 159, như đề ngày 28 tháng 12 năm 18, tức là rất gần. Thông báo là sẽ tiến hành cưỡng chế trong thời gian 90 ngày đối với khu vườn rau. Họ cũng không có diện dẫn các cái quyết định thu hồi đất, các cái văn bản pháp lý, mà chỉ nói bằng là đây là cái chủ trương
có sự chỉ đạo của một số cơ quan đảng ở thành phố. Thực hư ra sao chúng tôi chưa biết, nhưng mà cách viện dẫn như thế là không đảm bảo quy định pháp luật. Và họ có nêu ra rằng là cưỡng chế đối với những trường hợp xây cất trái phép ở thời điểm từ năm đầu năm 2018, tức là trong vòng một năm trở lại đây thôi. Nhưng trong thực tế, việc cưỡng chế này là trên cái cả vùng đất, trên 100 hộ dân với gần 200 căn nhà, trong đó là những căn nhà đã được xây cất từ rất lâu trước đó, từ nhiều năm trước, và ít ra cũng là những năm trước năm 2018. Thế nhưng mà cũng đồng thời là trở thành nạn nhân, là đối tượng chung bị cưỡng chế. Và thông báo số 159 trên đó nó không thể hiện một cái chủ thể của người dân. Gần như họ xem miếng đất đó là một đất hoang, trong khi thực sự là người dân đã hiện diện từ lâu, gắn bó, sinh sống, có cơ sở, nhà trọ, cuộc sống gắn liền nguồn sống của họ. Có thể người mà không biết, chỉ đọc qua văn bản thì thấy rằng là đâu có đụng chạm gì tới ai, chắc là chỉ một số người lấn chiếm mặt đường vậy thôi. Nhưng không ngờ đây là nó trên một diện tích, tức là gần 5 hecta đất của trên 100 hộ dân sinh sống, và trong đó còn cả một cái khu nhà dành cho thương phi binh đơn thân, những người đã sống cùng cực đau khổ, nay được một cơ sở, được nhà thờ giúp đỡ, đáng lẽ phải biết nâng niu, quý trọng, phải tạo điều kiện, không giúp được họ thì thôi, còn lại hủy diệt nguồn sống của họ. Như vậy rõ ràng cái văn bản, cái thông báo này là một văn bản mang tính cách là ngụy biện, một văn bản mà đánh lừa, một văn bản mà làm cho dư luận người ta tưởng, để ta nhầm tưởng rằng là việc chính quyền cưỡng chế là chỉ cưỡng chế một số hộ lấn chiếm mới sau này thôi, nhưng thực ra là họ cưỡng chế toàn bộ. Đây là một điều chúng tôi cho rằng là không chấp nhận được. Thêm vào đó là việc cưỡng chế thu hồi đất phải có quyết định, phải giải quyết việc bồi thường, phải xem xét bố trí tái định cư, phải có sự hiệp thương với các hộ dân. Việc cưỡng chế là phải có biên bản vi phạm, phải có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phải có quyết định cưỡng chế, có thông báo cưỡng chế, có những bước làm việc đâu đó. Còn đằng này là chỉ bằng một thông báo của Ủy ban Nhân dân phường, trên những căn cứ rất là lỏng lẻo, mơ hồ như thế, mà tiến hành bằng một lực lượng huy động cả một quận, chứ không phải là của phường, để cưỡng chế một cách triệt hạ toàn bộ nhà cửa, đập phá toàn bộ và đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực họ đã ở ổn định, trong đó chính là cái nguồn sống của họ. Thì tôi cho rằng như vậy là hoàn toàn không được. Còn nhận xét chúng tôi vì sao khi cưỡng chế mà người ta không có những cái quyết định thu hồi đất hay là quyết định cưỡng chế, vì họ làm như vậy có thể được hiểu là sẽ làm cho người dân, cái đối tượng bị cưỡng chế không có cái căn cứ để khiếu nại, không có văn bản để rồi dựa vào đó để khiếu kiện, chỉ có thể khởi kiện được trên một quyết định hành chính. Nay không có quyết định thu hồi đất, không có quyết định cưỡng chế thì làm sao là khởi kiện, tòa án nào thụ lý đây? Đó là một cái việc mà nó rất là không có thể hiện cái sự tôn trọng pháp luật. Và chúng tôi cũng thấy nhiều cuộc cưỡng chế, nhưng mà đây là cuộc cưỡng chế lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến là họ không ra quyết định như vậy. Dạ, cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì xin hỏi cô Thi, đó là cái sự việc nó diễn ra quá nhanh và quá mới mẻ như vậy đó, thì sắp tới cư dân ở đây sẽ làm gì dạ thưa cô? Thật ra thì chúng tôi không hề biết một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng từ phía chính quyền như thế. Và khi mà chúng tôi bị hai lần cưỡng chế như thế thì đúng là chúng tôi rất là bất ngờ. Với một cái lực lượng rất là hùng hậu như thế, chuẩn bị rất là kỹ từ nhà cầm quyền như thế thì đúng là chúng tôi thất bại. Đúng là chúng tôi bất lực trước hàng ngàn người khống chế chúng tôi để mà cưỡng chế chúng tôi như thế. Thì đúng là chúng tôi không thể nào xoay sở kịp. Và nếu như giả sử có một lần nữa thì chắc chúng tôi cũng chỉ là đành bất lực thôi. Bởi vì bà con chúng tôi chỉ là hạt cát thôi, không thể nào chống trả được ạ. Dạ thưa luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, trong những năm vừa qua đó, cái sự kiện mà về khiếu kiện đất đai của người dân ở khắp nơi tại Việt Nam và những cái nơi mà có thể gây tiếng vang mà dư luận quan tâm, chẳng hạn như là ở Dương Nội hay là ở Tiên Lãng, Văn Giang, ở Đồng Tâm, và cái vụ việc Thủ Thiêm thì kéo dài đến 20 năm vừa qua, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là bên chính phủ Hà Nội thì họ cũng đẩy mạnh để mà giải quyết những cái hậu quả xảy ra, nhưng lại bất ngờ là bây giờ ở vườn rau Lộc Hưng lại xảy ra một cái biến cố mà người ta gọi rất là khủng khiếp đó. Thì luật sư thấy rằng là
cái tình hình mà đất đai ở Việt Nam với cái chính sách sở hữu toàn dân như vậy đó, thì có phải là nó đến cái lúc mà nó đẩy người dân đi đến cùng cực qua các sự kiện liên tiếp như vậy, và có phải đến cái lúc mà chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam họ cần phải cân nhắc để mà thay đổi, điều chỉnh cái đạo luật về đất đai ở Việt Nam hay không vậy thưa luật sư? Thưa cô Hoài, luật đất đai là một đạo luật hầu như là quan trọng bậc nhất ở Việt Nam. Thế nhưng liên tục được sửa đổi gần như mỗi năm kỳ họp Quốc hội. Nhưng mà càng sửa đổi nó càng không thấy hoàn thiện được, mà càng bộc lộ những sai sót, những bất cập, những cái yếu tố không thể chấp nhận được trong cái việc quản lý đất đai, sử dụng đất đai. Khi người ta đặt ra một cái điều kiện như vậy thì có nghĩa là nhà nước có thể thu hồi đất của bất cứ của ai, bất cứ lúc nào. Đó là một cái điều hết sức nguy hại. Khắp nơi đất nước có bao nhiêu dự án cũng là biến thành bao nhiêu số phận của hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân bị oan vì mất đất. Dù chính phủ, dù thanh tra, dù các cấp nỗ lực là bao nhiêu, cơ quan tiếp dân mở rộng tới cấp nào, nhưng gần như càng thể hiện sự bế tắc trong chính sách đất đai. Tôi nghĩ đến lúc nhà nước phải cần xem xét lại chính sách đất đai của mình, Quốc hội cần phải minh thị bằng đạo luật, bằng sửa đổi. Theo đó là phải công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai và bình đẳng, cũng như cái chính sách thu hồi đất cần phải được có sự giám sát, một sự hạn chế cái quyền mà người thu hồi đất như hiện nay. Và rõ ràng chính những vấn nạn trong đất đai chính là cái môi trường màu mỡ cho tham nhũng. Thật ra tham nhũng đất đai là tham nhũng hàng đầu ở Việt Nam. Chính sách đất đai hiện nay đã gây ra tham nhũng, tạo ra lợi ích nhóm, và nó gây gieo rắc bao nhiêu đau thương mất mát của người dân, biến đất nước Việt Nam hiện nay thành cương quốc của dân oan.